Và đây là cầu Mỹ Lợi. Mình sẽ quay phần 3 từ cầu Mỹ Lợi về đến cầu Cần Giuộc ở thị trấn Cần Giuộc các bạn. Dài khoảng 17 km. Của phần đường đi từ biển Tân Thành về Sài Gòn mình về đến Bà Quẹo dài khoảng 77 km. Mình về đến ngã ba Bà Quẹo ngay đầu đường Âu Cơ với Trường Chinh các bạn, ngay chỗ chợ Võ Thành Trang á, ở quận Tân Bình. Tân Bình hay Tân Phú thì mình cũng không nhớ. Dài khoảng 77 km của kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký ủng hộ vợ chồng mình nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí.
tránh các bạn rẽ phải. Trời dần tối, mình đi thẳng luôn, rẽ, mình đi thẳng theo xe buýt 629 thì sẽ vào cổng của bến xe Lầu Đá Đỏ quận 8 rồi. Hồi xưa gọi là bến xe Lầu Đá Đỏ, hôm nay mình đi ngang mình thấy để là bến xe khách quận 8. Giờ này là giờ đông người, học sinh đang ra ca các bạn. Giờ thì tầm gần 5 giờ, mới có 4 giờ 50 mà trời có thui.
Bệnh viện Đa khoa Cần Đức. Đường ở huyện Cần Đức như thế nào các bạn? Quốc lộ 50 rất là đông vui.
người xe cũng nhộn nhịp bình thường. Chưa đến 5 giờ chiều và trời chuyển tối, do tháng 9 tháng 10 âm lịch nên nó mau tối mà. Ngày ngắn đêm dài nên nhiều xe mở đèn. Quý khách thượng lộ bình an. Có lẽ là hết địa phận của huyện Cần Đước các bạn. Cầu chở trạm. Chợ trạm thì vẫn còn gần được. Cầu chợ trạm ở trên quốc lộ 50. Không biết cái này ở Cần Đước hay Cần Giuộc. Ở vẫn còn ở Cần Đước mà. Cầu chợ trạm ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước. Ngã tư chợ trạm và cầu chợ trạm. Ấp chợ trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Địa phận của thành phố Hồ Chí Minh quốc lộ 1 người ta đặt tên là xa lộ đại hàng.
đây đến cầu Cần Giuộc ở thị trấn Cần Giuộc còn khoảng 7 km nữa các bạn. Thì đến cầu Cần Giuộc thì vợ chồng mình sẽ kết thúc video clip phần 3 từ cầu Mỹ Lợi ở thị xã Gò Công về đến cầu Cần Giuộc ở thị trấn Cần Giuộc tỉnh Long An. Đoạn đường dài khoảng 17 km, hơn 17 km. Mình kết thúc phần 3 đó và mình sẽ quay video phần 4 từ cầu Cần Giuộc về đến cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 các bạn, của phần đường đi từ biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang về đến Sài Gòn. Mình về đến ngã ba Bà Quẹo chỗ chợ Võ Thành Trang các bạn, cái ngã ba ngay chỗ đường Âu Cơ giáp với lại đường Trường Chinh ở Tân Bình. Xe rất là đông, không có chạy nhanh được bạn. Xe bít lớn là xe đưa rước công nhân đó các bạn, ở trong mấy khu công nghiệp ra rất là đông và chạy tương đối lẹ. Thank you.
thẳng. Ở đây mình đi thẳng luôn vô trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Mình không đi đường một vòng. Ở đây tốc độ là 50 nhưng mà nói chung là cũng không chạy được nhiều. Đường đông. Còn các bạn rẽ trái ở cái vòng xoay đó thì các bạn đi đường tránh. Quốc lộ 50 tránh thị trấn Cần Giuộc ạ. Nó xa hơn chút. Mình thì đi thẳng vô trung tâm luôn. Nghĩa sĩ Cần Giuộc các bạn. Địa danh Cần Giuộc trong bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Đường tương đối là đông. Mình cứ đi thẳng luôn. Đi thẳng qua khỏi cái vòng xoay này là sẽ đến cầu Cần Giuộc. Đây là vòng xoay thị trấn Cần Giuộc. Có cái đồng hồ bốn mặt. Mình sẽ trái, mình sẽ thẳng và mình ra hướng bờ sông. Trước là cái cầu ở thị trấn Cần Giuộc các bạn, nó song song với cầu Cần Giuộc ở bên kia. Và mình xin kết thúc video tại đây.